Nếu mà vi phạm ấy, ai đi ra đường đầy người vi phạm, người ta vẫn đang ở đây này, không ai phải đâu chị ạ. Người vi phạm giấy tờ thôi. Nếu để nói mà vi phạm ạ, ngay cửa thì các anh cứ phạt theo vi phạm. Vâng. Còn bây giờ đây tôi không vi phạm, xe tôi để ở kia. Chị không phải là người điều khiển. Sao lại tôi không? Đồng chí bây giờ đồng chí khẳng định là mẹ tôi không phải là người điều khiển. Đồng chí bằng các phương tiện nghiệp vụ, đồng chí chứng minh cho tôi anh nha. Bằng chứng đâu để anh lấy bằng chứng đâu để anh cam kết là tôi không điều khiển. Được. Anh lấy bằng chứng đâu để anh cam kết là tôi không điều khiển cái xe này. Được rồi, các cán bộ của tôi dừng xe của anh đưa đến đây. Đấy là đúng rồi, tôi còn quy ra các anh là cái tội ăn cắp ạ. Tôi nói cho các anh biết thế. Đây là tài sản công dân mà các đồng chí làm cứ như là của đồng chí á. Các đồng chí đang thi hành nhiệm vụ đấy nhá. Anh làm như là các anh phạm luật đó lình. Xe của người ta để ở kia, thế mà dám dắt ra đây. Tôi sẽ... Xa thắng về số ô tô về đấy à. Mày mày con mày quay cho con. Làm gì có cái chuyện vi phạm như thế được. Tháng nào tôi chạy đi qua đây mà tôi biết rõ các đồng chí nha. Nhóc thì các đồng chí đứng ở ngã tư. Nhóc thì lại đứng ở bên phía mẹ. Là chuyển xe cho tôi đi làm việc của tôi. Tôi yêu cầu đồng chí nào. Bây giờ anh chuyển cái xe này sang cho tôi để tôi đi không chuyển. Xe hiện tại đang bị tạm giữ. Anh không muốn tôi đưa các anh lên trang nhất không? Chị đưa trang nhất cũng được. Nào. Chị đưa lên trang nhất. Tôi đưa lên vâng, tung lên mạng không? Mời chị đưa lên trang nhất luôn được. Tôi là Thịnh. Các anh làm việc rất sai nhé. Vâng. Xe của dân để ở kia mà dám dắt ra chốt kiểm tra của các đồng chí. Xe của tôi để kia không phải người dưới nhà anh đất đây rồi. Anh ở đấy à? Nhân chứng vật chứng. Được rồi, mày bật máy này mày quay này mày cho anh. Đây chị cứ quay đi anh, quay đi tôi đây. Đất không phải đất anh ở kia à? Không phải đất anh, em nó dừng xe rồi. Thôi mẹ không cần nói nhiều. Dừng các xe thì nói đi. Nếu như tôi không cần bốc xếp quá. Tôi đang lưu thông trên đường mà tôi phạm lỗi, các anh phạt vô tư đi. Nghe. Chứ tôi không phạm lỗi. Các đồng chí này bảo các chị không xuất trình. Các đồng chí đã làm việc với tôi ở kia chưa? Các đồng chí, tôi nói với các đồng chí nha, quy định kiểm tra là trong 15 phút. Tôi nói từ nãy giờ 1 tiếng rồi. Xin phép anh, anh cũng đọc kỹ chưa mà anh cứ nói thay người khác thế. Tôi nói thật chứ cái pháp luật Việt Nam này là làm rất quá. Đấy, chị đã đứng trong đất nước Việt Nam đấy. Mẹ không cần bất xúc quá, không cần bất xúc quá, không cần nói nhiều. Nhưng vì là người ta không muốn. Bây giờ tôi nói các đồng chí nha, các đồng chí là viên bản. Người dân Việt Nam nếu mà cái luật này bỏ nước ngoài tôi nói các anh mất việc luôn đấy. Tôi nói các anh biết đấy. Đồng chí cứ làm mất việc luôn được. Bây giờ đồng chí cứ làm viên bản đi. Tôi là viên bản từ nãy rồi anh ạ. Tại điểm tra là không. Đồng chí cho sao? Rằng cái xe này của tôi người điều khiển xe phạm luật. Hiện tại là anh em xác minh là anh là người điều khiển. Bảo anh thế nhá. Người ta không có anh đang phạm luật rồi. Bây giờ anh tôi yêu cầu các anh tôi mời các anh đi. Vất vả cái xe tôi về cho vu. Chị nếu không cho vu là các anh là tôi ăn cắp. Vâng, chị cứ vu luôn được. Xe vi phạm là chính vì tạm giữ mà chị. Chị anh lấy bằng chứng đâu để đồng chí có cơ sở pháp lý nào để mà nói rằng cái xe của tôi là vi phạm và đồng chí đang tạm giữ cái xe này. Bây giờ tôi yêu cầu đồng chí là chứng minh ngay cho tôi. Có người làm chứng đấy ạ, còn nếu anh chết. Có người làm chứng. Này, tôi nói nghe, bây giờ cứ ai làm chứng cũng được à? Bây giờ cái ông kia ông ra ông làm chứng là cũng được à? Nhân chứng vật chứng nhá. Từ nay giờ 1 tiếng đồng hồ ra ai làm chứng? Chứng đâu? Nhân chứng đâu? Vật chứng đâu? Rồi, khắc có. Quay phim chụp ảnh đâu? Mang anh ra cho tôi xem. Có bằng chứng à? Khắc có. Anh có giả tôi lương nói với các đồng chí nhá. Hôm nay tôi đi làm một ngày 1 triệu đây anh có giả lương cho tôi để tôi ngồi đây để chứng chứng bằng. Thời gian của chúng tôi là vàng là kim cương. Tôi sẽ để cho chị nhá. Anh giả tôi 1 triệu đi, ngay tôi đi làm chuyến vào tôi 1 triệu này. Một người nói thôi, chị nó anh nói đầu tiếp không được. Anh trả tôi 1 triệu này, các anh phải có trách nhiệm tiếp người dân. Tôi không cần biết là các anh có tiếp hay không. Bây giờ các anh chứng minh cho tôi. Để mà tôi nhanh gọn cái việc này. Tôi lấy xe tôi về tôi làm việc. Anh phải chỉ đạo quân của anh chuyển cái xe này giả chỗ kia chú cho tôi. Nha. Các đồng chí thu chốt mà tại sao các đồng chí không làm việc tốt thảo cho tôi cái vụ việc cái xe kia đi. Cái xe to lù lù như thế mà dám dắt đi của người ta. Đang đâu đây?
Tôi nói đến ông Vọng, ông cũng không to là gan như thế nhá. Xe người ta để rõ ràng là để đằng kia. Đến lúc và đi về, đi có việc về lại bảo là anh công an anh dắt ra đây rồi. Bây giờ tôi yêu cầu các đồng chí làm việc dành mạch, chốt cái việc này cho tôi. Đồng chí thượng úy, đồng chí thượng úy Vũ Đức Thịnh, đồng chí là tôi còn chưa biết là đồng chí có phải là đội trưởng cái chốt kiểm tra này không? Vâng, tôi là tổ trưởng. Đồng chí là anh nói là đội trưởng tốt nhất, anh di chuyển xe kia cho tôi đi vào đây làm việc. Bây giờ chúng tôi là người dân, chúng tôi cũng không có làm khó cho các đồng chí làm gì cả. Anh ấy bằng chứng rồi, tôi phạm lỗi. Bây giờ tôi yêu cầu đồng chí giải thích cho tôi. Một người về thôi, hai người về cho xe xuống. Rất là nhiều rồi. Tôi vu cho các anh tội ăn cắp xe của tôi. Chị cứ vu đi ạ. Lạm quyền. Anh đừng có gọi làm chức làm cán bộ nhà nước anh. Các đồng chí. Anh thích làm nào? Tôi có thể kiện các đồng chí tội lạm quyền đấy. Quyền của dân nhé, đừng có nói là dân ngu cu đen không biết cái gì, các anh thích làm nào thì làm đâu. Chị cứ nói đi, anh bảo đi. Bây giờ đồng chí dắt. Không phải đồng chí dắt cái xe này của tôi ra đây. Mà tôi còn yêu cầu là cái đồng chí nào dắt cái xe của tôi ở kia ra đây này, bây giờ là phải cho tôi biết. Để cho tôi đi về, tôi còn đi chợ. Thời gian của chúng tôi là kim cương làm vàng bạc đấy. Một tiếng đồng hồ chúng tôi làm mấy trăm nghìn đấy. Bây giờ các đồng chí sách nhiễu nhân vừa rồi. Bây giờ bảo giải quyết không giải quyết gì cả, bảo mang dân chứng vật chứng ra đây không có. Xe này bị tạm giữ anh chính. Tạm giữ anh chính. Đúng không? Đồng chí bảo là tạm giữ hành chính. Đúng rồi. Tạm giữ hành chính. Vừa nãy đồng chí bảo là vi phạm. Tạm giữ. Bây giờ đồng chí lại bảo là tạm giữ hành chính. Đúng rồi. Thì đang lúc tạm giữ. Vi phạm hành chính với là phạm luật nó khác nhau nhá. Đồng chí đừng có tưởng tôi không biết gì. Xe sang giả cho tôi. Đồng chí có nghĩa là bây giờ đồng chí đừng có mà quyển ngữ nhá, tôi không điều chỉnh ngữ cả đấy, anh cứ ghi hết vào đấy. Vi phạm là vi phạm, mà vi phạm tạm giữ hành chính là kiểm tra hành chính là kiểm tra hành chính. Vâng vâng, chị cứ cho trên mạng trang nhất luôn. Tôi không cần biết là trên mạng hay không, bây giờ tôi yêu cầu các đồng chí là giải quyết cái việc này nhanh gọn cho tôi. Bây giờ đồng chí chỉ đạo đồng chí nào di chuyển xe sang giải bên kia cho tôi. Không, bên đơn vị trước đi. Mặt trên là quy ạ. Xe người dân để ở kia mà dám tự tiện dắt như thế thì quá lạm quyền. Làm gì đó phải đúng pháp luật, nhân chứng và chứng đàng hoàng. Bây giờ các đồng chí cứ bảo là có nhân chứng, nhân chứng ai chả làm chứng được. Bây giờ cứ ông đòi ra làm chứng trong kia đấy là được cái nhà. Bây giờ là tôi yêu cầu là giải quyết rốt gọn cái việc này. Không, anh không có quyền tạm giữ xe của tôi. Bình tĩnh. Bây giờ là đồng chí kết luận là đồng chí làm việc với em này là em lại điều khiển chị ạ, em có tạm giữ xe chị đâu. Tôi này đồng chí nói cho nó đúng chính xác nhá. Đồng chí phải nói cho đúng chính xác. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Không có nhân chứng kìa. Là bằng chứng nào? Nhân chứng và chứng. Từ nãy giờ là mất một tiếng đồng hồ rồi sao bằng chứng ở đâu mà lâu đây? Bây giờ các đồng chí phải bằng chứng ở dưới đất, chôn dưới đất khó nào đấy ạ. Tôi nghe không còn gì của tôi. Làm quyền nó phải có mức độ. Xe, tôi đi xe về. Tôi làm rất là mất thời gian của tôi. Tôi không nhờ nha, nếu mà nói là phạm luật nha. Các anh làm cán bộ như là các anh làm láo. Chị đừng nói thế chị ơi. Các anh quá làm láo. Rồi.
không nói nhiều. Nếu mà đồng chí có nhu cầu làm việc với tôi thì mời đồng chí ra đây nhé. Không có nhu cầu, anh chỉ nói chuyện riêng với em thôi. Chuyện riêng cái gì? Tôi hỏi đồng chí chuyện riêng cái gì? Nó không liên quan đến cái nghiệp vụ của đồng chí nhá. Chuyện riêng, bây giờ là các đồng chí đi làm việc công mà đồng chí bảo chuyện riêng. Nói cho rõ, có bàn dân thiên hạ ở đây. Hay quá. Nào đây, tôi ngồi đây. Em xin em bao nhiêu rồi? Cái đấy có cần thiết không ạ? Anh đang hỏi em bảo nó chuyện riêng lên đây. Cái đấy nó không liên quan đến cái nghiệp vụ của đồng chí cho nên tôi không trả lời được không ạ? Em biết thế nào là nghiệp vụ không? Đồng chí là cái người thực thi công vụ, đồng chí phải biết rõ nhất, đồng chí đừng hỏi tôi nhá. Tôi đang quay đây. Nhân chứng và chứng, tôi yêu cầu nhân chứng và chứng. Còn không tôi không công nhận cái gì cả nhá. Ông kia không có liên quan gì hết. Anh ngồi ngay cạnh đấy, nhìn thấy gì vào đấy rồi. Kia anh cứ biết thế rồi, không biết gì nhá. Phải chú này điều khiển không? Đúng rồi, anh nhìn thấy thế rồi. Alo em nghe rồi. Cái máy là máy em điều khiển. Tôi không cái, cái gì đúng thì thôi nhá. Bây giờ các đồng chí quy định, luật pháp quy định là bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ chứng minh được người vi phạm. Đòi nhân chứng cho người ta sửa xe ngay cạnh cái chỗ anh. Tôi không nói nhân chứng bao giờ cả nha. Đồng chí bảo là có người làm chứng. Có người làm chứng là một thôi. Cái thứ hai á là phải nhân vật chứng nữa nha. Bỏ đi không làm việc. Không biết tên được anh ghi nhận được trường hợp là đi xe khác anh ghi nhận được rồi. Xe SH màu xanh chứ không phải là xe SH màu lâu. Ông này ông ấy là tôi lấy bút xa gà chết có thế rồi. Đâu đâu không không biết là xe SH màu lâu lẫn xe SH màu xanh nữa. Anh làm chứng luôn đấy. Bảo xe SH màu xanh bây giờ bảo xe SH màu xanh. Quay hết rồi. Anh cứ quay thoải mái. Đấy lái xe vi phạm. Bút xa gà chết có thế rồi. Đấy lái xe vi phạm không? Có, anh đấy. Đây ông Văn ơi. Đấy đúng rồi, anh ghi rõ thấy lái xe vi phạm. Tự chịu trách nhiệm với chữ ký của mình. Bỏ đi không làm việc. Nhưng mà bây giờ mới đến. Ở đâu thấy đấy vi phạm. Đâu rồi, anh ghi rõ. Tôi sẽ kiện các đồng chí về tội lạm quyền và giả tạo chứng cứ. Tôi điều khiển xe mô tô SH là người đàn ông, người thanh niên mặc quần áo màu, mặc áo màu vàng. Anh chỉ biết là người đã đi vào đấy rồi chứ anh không biết là thế nào nha. Anh nhìn thấy nào, anh nhìn thấy anh mình thấy. Anh khách quan thôi. Anh nhìn thấy càng khách quan càng tốt. Anh sửa xe gần đấy mà anh không biết nữa. Đúng rồi, chú đi càng khách quan càng tốt. Đó, màu vàng. Màu xanh nhạt như mà màu vàng của cái nhà xanh nhạt. Đi xe SH. Vi phạm không được mũ. Đi xe vào nhà. Cạnh nhà tôi. Không được mũ. Đang sửa xe. Anh đang sửa đấy, nhìn thấy. Ừ. Không phải là ngồi mũ mà. Còn mũ mã thì lộ cảnh không thấy đâu. Đấy, không đâu. Các đồng chí không đây giờ đang mớm lời cho người ta. Không phải mớm lời. Anh không đồng chí đừng có mà anh đi là đi làm cái trò hề ở đây. Anh bao nhiêu người ở đây. Tôi quay hết rồi. Anh cứ quay được máy đây. Bao nhiêu người làm chứng với anh? Tôi quay hết rồi. Đồng chí mớm lời cho họ ghi. Đồng chí có bằng chứng không? Đồng chí bằng chứng là tôi không chấp nhận. Anh không chịu, không nhận việc chị. Nhân chứng, nhân chứng, pháp luật quy định rõ ràng rồi. Bây giờ các đồng chí, bây giờ các đồng chí cứ làm biên bản. Anh không bằng chứng này. Tôi chưa ký thì các đồng chí cũng không có quyền đưa xe của tôi về. Tôi đăng xe, còn nếu mà thắc mắc tôi làm sai. Anh mới cả chị có thể là cơ quan cấp trên nhé. Tôi sẽ kiện các đồng chí vì tội lạm quyền. Đúng rồi, anh chị cứ kiện là đúng thủ tục pháp luật. Tôi nói đồng chí nha, đồng chí cái biên bản này là còn không có hiệu lực nha. Vâng. Cái biên bản này không hiệu lực bởi vì không có chữ ký của tôi. Anh bảo người ta ký thế nào chả được.
Không, tôi không bảo vì người ta đấy, chị bảo tôi đây tôi không biết, tôi không bảo, tôi quay hết rồi, tôi không dối hơi nhỉ, tôi không dối hơi, tôi quay tí tôi không dối hơi, tôi không yêu cầu di chuyển xe, anh quay số hình mà đừng dùng đấy. Chị, có kiện tổng gì thì đây video này là bằng chứng. Các đồng chí đang phạm luật cho nên tôi nói cho mà biết thế. Còn cái bằng chứng này không có giá trị gì. Khiếu lại cơ quan cấp trên. Cái bằng chứng này không có. Tất nhiên là tôi phải khiếu lại rồi. Bởi vì các đồng chí làm việc không công tư. Nha, các đồng chí nào. Bây giờ tôi chỉ biết ở đây còn tôi nói thật chứ kiện con kiến là kiện của quay chẳng có kiện cái đéo gì hết, tóm lại là thế. Anh chị quay nút cái này vào chẳng quay. Cái cán bộ Việt Nam mà tôi lạ đéo gì mà có kiện. Quay nút vào chẳng quay em. Các đồng chí tự tiện di chuyển phương tiện. Người ta có phản đối thì cũng làm gì đến mức đấy. Không mức đấy nha, em xem bản thân em thế nào đi. Tôi rất rõ nha. Tôi còn là người quản lý người khác nha. Đúng rồi, anh quản lý ai nhưng quản lý cho tôi được, anh hiểu chưa? Tôi không bảo là quản lý các đồng chí. Bây giờ các đồng chí nha, các đồng chí là người thực thi pháp luật. Giữ chị nha. Tôi không phạm luật. Khổ quá. Tôi không phạm luật. Tôi đồng ý là cho các đồng chí tạm giữ. Rồi. Đó, đúng không? Nhưng mà đấy là đơn phương của các đồng chí. Vâng, còn nếu tôi làm sai anh chị thắc mắc cơ quan cấp trên. Đúng rồi. Không có quyền tạm giữ của tôi, xe của tôi lấy phương tiện đi lại không được tạm giữ của tôi rồi. Còn tôi làm sai các anh chị làm. Tất nhiên là tôi sẽ phải có khiếu lại rồi. Sai đây, cái nào sai đây. Tôi hiện tại tôi không sai. Xe của tôi là kia lý do thì dắt trong đây mà không sai. Lý do thì không phải con chị ấy. Tôi không phải hỏi ai hết. Tôi làm cái gì tụi tôi biết. Nghe. Tốt nhất là trả xe cho tôi. Để tôi đi về. Bây giờ ai cũng làm chứng được. Đúng rồi, bây giờ ai cũng làm chứng được. Bây giờ bảo cái đứa bây giờ tôi đi vào cái nhà này. Cái chứng ông kia, ông bảo là chứng tôi là chủ nhân cái nhà này là tôi đuổi được người ta ra. Nhá. Anh cứ quay rõ rõ, đừng rung tay cả, không rõ hình tôi. Tôi không chỉ đồng chí. Nhá. Nhân chứng, vật chứng đàng hoàng. Vâng. Trọng chứng hơn trọng công. Đấy, chứng đấy. Nghe, nhân chứng nó có hai kiểu. Cứ còn người ta làm chứng thì ai chả làm chứng được à. Nha. Cái xe người ta để cách mấy trăm mét như cách kia mà lại tưỡn tưỡn ra đây để mà bảo là phạm. Phạm lỗi gì, có phạm lỗi gì. Bây giờ anh quay lên màn hình nhé. Chính đồng chí là người dắt cái xe của tôi ra đây. Bây giờ tôi yêu cầu chú nào dắt cái xe của tôi ở bên kia sang đây, dắt giả cho tôi để tôi đi về, tôi không có thời gian đâu. Đồng chí cứ tạm giữ. Tôi tạm giữ mà anh yên tâm. Tôi chỉ chờ cái xe này lên trên bốt thôi. Là tôi có quyền làm đơn khiếu nại, làm đơn tố cáo nhé. Vâng, vâng, nhất trí. Tôi phải chụp lại cái biên bản của đồng chí, và cái đồng chí cái biên bản đấy là anh không làm việc cho tôi, chứ không quyền cũng không tài liệu của anh. Thôi bây giờ tôi yêu cầu các đồng chí làm việc nhanh gọn. Tôi thông báo anh xe bị tạm giữ, còn nếu anh thắc mắc anh mời anh vào đơn vị hoặc là anh có thể làm cơ quan khiếu nại cấp trên nhá. Tôi phải quay cái xe này. Các đồng chí bây giờ kiện đấy. Vâng, chị cứ kiện thoải mái mà. Bây giờ các đồng chí cứ nói tạm giữ. Vâng, các đồng chí cứ nói mồm thôi, chả có văn bản nữa à. Chả có người làm chứng gì cả. Thế bây giờ các đồng chí tươn cái xe của tôi về vào huyện đi. Tôi bảo tôi lấy, các đồng chí bảo là không có xe của anh ở đây thì bây giờ tôi chịu chết. Không phải làm đơn với ai, bây giờ anh đang vi phạm. Anh trả xe cho tôi. Anh không có quyền tạm giữ xe của tôi. Nghe. Vâng. Xe của tôi là quá sai rồi. Tôi mua về lấy phương tiện đi lại, anh tạm giữ tôi thì cụt chân à? Mà tôi trong đó tôi lại không phạm lỗi. Tôi phạm lỗi gì mà anh giữ xe tôi? Có văn bản gì liên quan đến tôi ở đây là tôi sẽ chụp lại để mà lấy bằng chứng về sau. Anh có làm việc của chúng tôi đâu mà anh chụp lại được. Bỏ đi đâu. Tôi không phạm lỗi.
Tôi chả bỏ đi gì cả, đồng chí đừng có mà làm ngon. Đồng chí đừng có làm ngon vừa đây. Vi phạm. Tôi nói với các đồng chí như này nha, các đồng chí lập biên bản chưa có chữ ký của tôi mà các đồng chí đã thu xe của tôi là các đồng chí đã vi phạm cái quy trình kiểm tra kiểm soát rồi đấy. Không ai có quyền cho cái xe lên ô tô cả. Tôi có bằng chứng rồi đấy chị ạ. Bằng chứng không có bằng chứng nào. Rồi cho xe xuống đi. Làm việc bỏ máy đây anh quay rồi. Bây giờ đây là cái tài sản công dân. Xe của tôi anh là tôi mua để lấy phương tiện đi lại sau lưu các anh tạm. Đây là cái tài sản công dân mà các đồng chí mà thu là các đồng chí phải có giấy tờ đàng hoàng, có chữ ký của tôi.